thuật bướm. Thôi nào, đừng buồn nữa mà. Không tệ lắm đâu mà. Đó đúng là một thảm họa. Nhưng cũng xin cảm ơn các bạn. Xin lỗi, mình chưa giới thiệu về mình nữa. Mình là Paragonda. À, tụi mình biết bạn là ai rồi. Mình thật là ấn tượng với khả năng của bạn đó. Hiếm khi thấy chuột chuỗi quấn quýt với tiên như vậy lắm. Nhưng chuột chuỗi của mình chạy mất rồi. Paragonda, tụi mình sẽ giúp bạn tìm lại nó. Wow, thiệt sao? Bài kiểm tra phép thay đổi bề ngoài sắp bắt đầu rồi đó, em phải mau chân lên đi. Ôi không, mình phải ôn lại bài này rồi. Làm ơn đóng cửa lại giùm. Bài kiểm tra đã bắt đầu rồi. Bạn nhìn kìa, ông ấy chẳng khác một chút nào hết. Điểm chính yếu của phép thay đổi bề ngoài là chú tâm. Và hãy nhìn kỹ khi ta biến đổi sang chim ó một sừng quay về. Em chậm như ốc sên rồi. Đồ phá hoại. Paragonda, có một lần ta nghe nói em thích một ngày nào đó em sẽ trở thành hiệu trưởng của Alfia. Nếu em vẫn còn thích như vậy, em cần phải nhanh lên. Đúng vậy, nhanh như tia chớp. Phải vào lớp thật nhanh, học thật nhanh. Đúng như vậy. Em xin lỗi. Và còn thú tiên của em đâu rồi? Chuột chuỗi của bạn ấy trốn mất rồi. Thì bạn ấy cũng là Scarlet của em chạy mất luôn. Các em phải làm phép cùng một lúc. Học trò nhỏ à, hãy bắt chước Kassara kìa. Hãy biểu diễn đi học trò giỏi. Con chim đó sao trông quen quá vậy? Nào, đó là một chiếc đũa của phần phép thay đổi bề ngoài. Đúng, bài kiểm tra của em được điểm A cộng hoàn hảo. Và em có thể về trước được rồi, Kassara. Cảm ơn thầy rất nhiều đó, thưa thầy ạ. Và em nữa, học trò nhỏ. Em hãy về đi. Và khi nào tìm được chuột chuỗi thì hãy quay trở lại đây. Gì á? Em đã nghe rõ rồi mà. Mình lại làm hỏng chuyện nữa rồi. Cô hiệu trưởng Mavila sẽ biết làm như thế nào nhờ quyển sách của cô ấy đó. Một ý kiến thật là rất thông minh đó. Tại sao là ý kiến thông minh hả? Tại sao hả? Dĩ nhiên là một quyển sách của cô Mavila đó. Quyển sách đó chứa những bí mật của tất cả các loài thú tiên ở trong đó. Chuột chuỗi nữa. Điều này có thể giúp bạn lấy lại sự tôn trọng của mọi người. Xin chào, mời vào. Hiện giờ tôi đi vắng. Nếu như có gì, quý vị cứ để lại lời nhắn, tôi sẽ liên lạc lại sau. Sau tiếng bíp. Chỉ là không có gì quan trọng hết. Em sẽ trở lại sau nha.
lại thi phép thay đổi bề ngoài. Được rồi. Nếu con nhỏ hư hỏng không chết nhát, phép thuật tối ưu sẽ thuộc về chúng mình rồi. Hoàn hảo quá chị yêu. Thấy không, chị đã nói rồi mà, chị là người số một mà, có đúng không? Kasara, Kasara, Paragonda, bạn thân mến của tôi. Mình lấy được nó rồi nè. Bây giờ mình có thể tìm cách sửa lại hết mọi thứ. Ôi, bạn làm cho mình ngạc nhiên lắm đó. Nó có tên gọi là thung lũng trái cây nè. Hình như ở đó bạn có thể tìm thấy chuột chuỗi nhiều hơn bạn nghĩ. Khoan đã, mình phải đem quyển sách trả lại cho văn phòng của cô Mavila. Không, không cần đâu mà. Nhưng mà ý của mình là mình sẽ đem trả nó giùm cho bạn ha. Bạn tin mình đi mà. Cũng được. Cảm ơn nha. Bước đầu tiên để có được phép thuật tối ưu là tìm cho ra phép thuật quan giả từ những nguồn thiên nhiên. Hả? Các thiên thần tự nhiên, tôi gian xin các người cho phép tôi được vào đại sảnh thú tiên. Chúng ta cần phải kiếm cho được Paragonda ngay lập tức. Chúng ta không thể để Kasara gây rắc rối cho cô ấy nữa. Bạn ấy kia hả? Con hiểu. Không, Paragonda, có chuyện gì vậy? Tin tuyệt vời vô cùng các bạn ơi. Mình đã kiếm ra cách tìm chuột chuỗi của mình rồi. Mình chỉ cần đi đến thung lũng trái cây thôi. Tuyệt, nhưng làm sao bạn biết được cách đó vậy? Phép thuật quan giả, bây giờ ngươi đã thuộc về ta rồi. Chuột chuỗi, bây giờ ta biết tất cả về chúng rồi. Ai mà biết được cái thứ chuột bò dừa giấy mà nắm chìa khóa phép thuật tối ưu của thú tiên chứ hả? Ta sẽ lấy cái này. Nè, đi đâu vậy? Dừng lại đi. Dừng lại đi. Đâu vậy? Quay lại đi. Dừng lại đi. Thôi nào, dừng lại đi nào. Mau dừng lại đi nữa. Mau chạy đi, nhanh lên. Tại sao cái thú tiên lại bỏ chạy dữ vậy? Bộ có cái gì làm chúng sợ hãi hay sao? Làm ơn nói đi. Đây không phải là lỗi của mình. Nè, đứng lại. Bạn đã làm gì vậy hả? Thắc mắc đúng đó. Pelipli của cô đã thô lại giọng nói của em khi em ghé văn phòng của cô. Hãy nói cho cô biết đi, tại sao cô tìm thấy quyển sách của thiên nhiên nằm trên bàn trong phòng của em vậy? Em nói đi. Em xin lỗi cô hiệu trưởng, em đã mượn sách đó từ văn phòng của cô mà không hỏi. Nhưng Kasara hứa với em là sẽ đem nó trả lại giùm em. Theo em, tất cả những chuyện này là lỗi của Kasara hay sao?
đây kìa, còn chim đó. Đó chính là con chim mà Cassandra đã biến ra ở trong lớp của thầy Quy đi. Cô hiệu trưởng, không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên Cassandra bay đi sau khi đọc quyển sách của cô và những chuyện đang xảy ra ở đây nữa. Paragonda, hãy đi với cô và giúp cô lấy lại trật tự của thế giới các loài thú tiên. Tụi em là bạn của bạn ấy, tụi em cũng muốn đi theo để giúp. Cũng tốt. Em nghĩ chúng ta sẽ đi đâu trước đây? Đến thung lũng trái cây, chắc chắn sẽ tìm thấy chuột chuỗi của mình ở đó. Lùi lại đi, đồ y tinh. Bộ em không nhận ra ta là chị ruột của em đây, Raphilius. Nhưng mà Cansara, giọng nói thì giống chị, nhưng mà chuyện gì xảy ra vậy? Bây hả? Giờ chị là sư phụ biến đổi hình dáng rồi. Cảm ơn phép thuật hoàng giả. Nhưng chị là loài thú, thật là khủng khiếp. Cuối cùng em có được cơ hội vận dụng phép thuật tối ưu rồi. Bây giờ em rút lui sao? Em không muốn đồ đâu. Em cảm ơn. Không đúng rồi, em yêu dấu à? Cassandra! Bây giờ đi mang một con chuột chuỗi đến cho chị đi, chó con. Đi bắt nó đi em, chó ngoan. Cố gắng sử dụng phép thuật mới của em đi. Giọng đó là... Có phải Paragonda vì những đứa thất bại lắm chuyện đến không vậy? Cassandra, có phải bạn đó không? Sao bạn lại thay đổi như vậy? Đó gọi là phép thuật hoang dã. Bạn nên thử xem sao. Hả? Hãy dạy cho hai chị em họ phép thuật làm được những gì đi. Nhưng nếu chúng ta thay đổi bề ngoài, cô Mavilla sẽ biết chúng ta không phải là học trò thiệt. Không còn lựa chọn nào hết. Cứu những chú chuột chuỗi này là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ chúng khỏi tầm tay của Cassandra. Phép thuật Queen Lumis Lum, tiên nữ ngọn lửa rồng thiên. Flora, tiên nữ thiên nhiên. Stella, tiên nữ ánh sáng. Aisha, tiên nữ sóng biển. Musa, tiên nữ âm nhạc. Tecna, tiên nữ công nghệ. Rosie, tiên nữ động vật. Em tránh ra đi. Bắt chuột chuỗi bằng phép thuật động vật đi. Khổng lồ của thung lũng, người hãy hiện ra và cầm hết lũ chuột cho ta. Nhắm vào cơ thể khổng lồ và làm cho nó yếu đi. À.
không thể ngăn nó lại được. Và không bao lâu nữa, nó sẽ kéo hết tất cả chuột chuỗi xuống lòng đất cùng với nó. Em trai à, con quỷ của em đã mang hết chuột chuỗi đi rồi. Chỉ cần ít nhất một con đó, nhanh lên. Được, khổng lồ, hãy mau đến đây với thầy của người đi. Nè, ngươi không được tấn công thầy của ngươi chứ? Ngươi là sao vậy hả? Không. Cassandra, ta xem làm như vậy chứ? Em là học trò giỏi nhất của cô mà. Và cô là cô hiệu trưởng có tài năng. Cô dạy em về sức mạnh của phép thuật loài thú. Thật ra thì tại sao em không cho cô thấy em học được nhiều bao nhiêu phép chứ? Chính mình cũng học được một chút. Bây giờ mèo con, tới lúc mi phải vào chuồng của mi rồi đó. Em cứu chị được an toàn rồi đó chị. Trông chị thật dễ thương quá. Người khổng lồ hình như được bảo vệ bởi thiên nhiên. Chúng ta không thể ngăn hắn lại bằng phép thuật của chúng ta được. Chuột chuỗi và tất cả khấu thiên, nếu chúng ta thả tự do cho chúng thì chính chúng sẽ biết cách tự vệ. Mình nghĩ là chúng ta có thể làm được nếu mỗi người chúng ta đánh vào từng cánh tay của người khổng lồ. Nhưng lỡ chúng ta đánh trúng chuột chuỗi thì sao? Chúng ta phải ráng cố gắng hơn lúc bình thường. Quiz, đánh nào. Thể như thế được. Thiên nhiên để cho các em sức mạnh của phép thuật bướm, bởi vì các em đã chứng tỏ các em thực sự là những người bảo vệ thú tiên. Đó là lý do tại sao chúng em đến đây. Em nghĩ là tụi em không cần phải giấu gì nữa hết. Chào bé cưng, gặp lại cưng chị mừng lắm. Em là một chú chuột chuỗi rất tốt, một người bạn tốt. Nhưng bây giờ tới lúc em phải sống cuộc đời riêng của em rồi. Đi, chạy nhanh lên đi.
Chúng ta để chúng đi như vậy sao? Đúng ra chúng ta phải tìm ra những bí mật của chúng. Chúng ta sẽ làm chuyện đó khi trở về. Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời ở nơi nào đó của Anfia. Làm tốt lắm, Paragonda. Hôm nay em hành động không những là khôn ngoan mà còn thông minh, và nhất là em có lòng nhân hậu nữa, rất tốt. Em đã cho cô thấy cô đã sai lầm như thế nào. Thú tiên cần phải được sống tự do. Cô luôn muốn trường học là nhà của chúng nó, cho nên tới bây giờ cô mới nhận ra rằng nó chỉ là cái chuồng lớn đối với chúng mà thôi. Vì vậy cô sẽ dùng phép thuật còn lại trong lâu đài thú tiên để xóa hết ký ức của chúng ta, để không còn ai nhớ những biến cố không may này nữa. Như vậy là cô không còn nhớ gì sao? Không nhớ gì hết. Bằng cách đó thì sẽ không còn ai có thể sử dụng hay lạm dụng thú tiên nữa. Tạm biệt các em nha. Cảm ơn các em đã giúp đỡ cho chúng tôi. Paragonda, chúng ta sẽ gặp lại bạn sau nha. Và mình tin chắc là mình đã tìm được một nơi thật sự hoàn hảo cho buổi tiệc khai trương công viên rồi. Thật tuyệt vời để trở thành nữ hoàng của các buổi tiệc. Mình không hiểu bạn ấy nói vậy là có ý gì. Mình với nhau.